quá. Tác phẩm Tinh Đồng Của Quốc của anh Mười đang có giá khá là cao, chắc chắn là sớm hay muộn thì cũng sẽ có cuộc giao dịch. Thì anh em chờ xem nhé. Hôm nay là do nắng quá to mà anh em cũng đến đây thì cũng khá là đông rồi. Chung một size này một lần nữa xin được lướt qua một vài tác phẩm trong cái khi triển lãm lần này. Đây một con năm thân, năm thân này ba thần. Bộ bà quá là giá trị. Đây là những cây tùng từ cái chậu thôi đã khá là nhiều tiền rồi, chưa nói là cây nhé. Thần pháp rất là to, chắc chắn là của anh em Quảng Long hay sao đây. Vạn Liên Tùng Vũ Tuấn Điệp, số điện thoại là 0919 989 868. Một trong những cây liên tùng quá là to luôn. Cái chậu cũng đã khá là nhiều tiền rồi. Cái này to luôn. Quá đẹp. Vũ Tuấn Quả. Quá đẹp. Quá đẹp. Chưa nói đẹp mà đã nói là độ to, độ khủng của nó là đã. Quá đẹp. Mỹ mãn rồi. Cái này là cái đời. Quên. Tuổi đời nó khoảng bao nhiêu năm được hả? Cái này là một cái cũng là 7-8 năm. Khá là nhiều. Cái dòng này nó còn chậm đứng hơn xanh. Mà nó lại to như này. Mà to như thế này. Nắng quá. Nó bằng sắt nóng quá. Đây, thân đỏ gâu. Đẹp quá đẹp. Mà nó lại côn rụt. Là hàn bây giờ cái mai chú thủy. Cái này thì chắc là nhiều tiền đấy nha các sếp nhỉ. Cái này anh đọc hộ em gái xem là của ai đấy. Của anh Quảng hay là Quảng. Anh Quảng. À đây. Quảng. Số điện thoại không? 0967 4888 5 con 8 à? Ui dồi ôi. 4 5 con 8. Cây của đại gia. Cái số điện thoại cũng đã là tương đối nhiều tỷ rồi. Thế chưa nói đến cây. Đây là một trong những cây mai chiếu thủy chắc chắn là đẹp nhất nhì triển lãm này rồi. Một trong những cây lùn u cục. Má phê cái này mới là cây gọi là chơi. Thơm nức. Đây. Bác nào quan tâm đến mai chiếu thủy đến đây chắc chắn là xua tan mọi mệt nhọc. Vì đây là những cái cây mai chiếu thủy đang là rực rỡ. Cái đấy thì lùn nhưng mà nó không nằm trong kho hàng rồi. Cũng tất nhiên là tiếp VIP thôi nhưng mà trong đó là VIP thì VIP hàng bên này. Cây này trong mặt trước rồi. Vâng. Lùn. Chắc chắn là chắc chắn là của một người thôi ạ. Đấy, cũng cùng một người. Út mày này, chơi. Bác ướm khoảng bao nhiêu tỷ bộ này? Cái này giá này đi. Chục tỷ. Đây này, bộ 4 cây này. 4 cây này của ông này cả. Chục tỷ. Không kéo còn hơn. Một cây nha, một cây không triển lãm 6 tỷ. Độ côn thì cây này nó kêu côn hơn, với hai là đây nó mặt chính. À, thân nó u cục nhiều. Anh em đang chơi cây ở đây cũng đánh giá rất là cao. Đó là tầm 2 cây thôi đã có tiền tỷ, nhất nhiều tỷ rồi chứ chưa nói là 4 cây này. 2 cây tùng là hán và 2 cây mai chú thủy. Có nghĩa là độc nhất ở đây. Ôi. Bộ 4 cây. À, 2 cây mai chiếu thủy của anh Quảng. Nay hội tụ những và 2 cây nữa của anh Điệp. Đàn ở đây rồi. Đúng rồi.
còn những siêu phẩm coi như là đây nhá, chắc chắn là cùng anh em cùng trong hội thôi, 4 tác phẩm này giá triệu đô anh em, chứ không phải vừa. Kinh khủng. Giàn 4 cây. Anh em đi qua cái khu vực này đều chiêm ngưỡng. Anh Sơn xin cái ảnh cái đẹp quá. Vâng, xin cái nhìn ở trong đây đây, úi rồi bắt tay rồi, gặp đúng người. Vâng ạ, vâng ạ. Đây mời, đây, mời, mời. Chú đứng đây chụp dưới anh đi chụp tiệp qua. Vâng, cái hình ảnh đây đứng bên hông hai ông này. Đây tác phẩm của anh chụp, anh quay anh chụp đấy. Cả quay cả chụp, chú bỏ cái khẩu trang này ra tí. Mấy khi lên hình bà xã ở nhà này cũng nhận ra là đấy, thiệp phải đúng mũ đẹp rồi. Ok, chụp cả ảnh nha. Đấy, hình ảnh rất là quan trọng của triển lãm này. Người nổi tiếng mà. Rồi, cảm ơn. Chúc anh thiệp mạnh khỏe nhá. Các anh nhiều hàng, các anh nghĩ là những clip lên đấy coi là xem liên tục đấy. Sau những ngày nào cũng xem. Ngày nào cũng xem đúng không? Buổi tối. Thường thường là thiệp hay phát vào buổi tối. Chào anh nhé. Vâng, vâng, vâng. Hôm nay là thiệp cũng đang giữ cái chức vụ rất quan trọng là lưu lại những hình ảnh tốt đẹp nhất, chụp những hình ảnh đó. Đây là những cái hình ảnh mà thiệp cũng đã dùng cái máy máy này, con máy này cũng úi dồi, Canon. Chuyên nghiệp đấy anh ạ. Chuyên nghiệp rồi. Đấy, bác nào mà có đặc biệt, đúng rồi, thì thiệp cũng đang có một cái chương trình cũng như ý tưởng đó. Cố gắng chờ hồi sau bí mật anh em sẽ biết, nhưng mà đang còn bí mật nên là chúng tôi cũng chưa tiện tiết lộ. Đây của anh Dũng Coca, một trong những cao thủ của làm cái cảnh Việt Nam, anh làm đá cũng có số rồi. Tọa sơn quan lưu thủy, nghệ nhân là Nguyễn Tiến Dũng, địa chỉ làng nghề du lịch sinh thái Hồ Vân, Thường Tín, Hà Nội. Số điện thoại này. Xuống dầm nạn rất là kỹ. Cũng cùng một phương pháp đây, các anh cũng được các anh tạo tác cũng như là chuyển nhịp cũng khá là đẹp, nhưng cây này thì đây quá là đẹp rồi. Quay rồi, cứ đưa lại cái hình ảnh tí. Quay rồi đấy, chụp cái ảnh nhỉ. Bây giờ cũng chụp cho người ta rồi thì mình phải chụp nào. Đây là một trong những tác phẩm mà không em cũng rất là thích. À, thích ở cái thứ nhất là cây này là cái dáng long đàn phượng vũ. Con này năm điền ý nhỉ? Năm điền đấy. Mình cứ hỏi vậy mà thì cho anh. Cổ đấy. Đúng rồi. Cái cây dáng cũng rồi. Đường chạy của nó quá đẹp luôn. Đường chạy như là cái con phượng này. Đây là con rồng này. Hoàng lịch sự không phải hoàng lịch thiệp. Đây này. Đây này, cái cây này là gốc của làng của anh ấy luôn đấy. À thế à, vâng. Gốc làng anh luôn. Đây là tốt chịu rồi. Anh, ạ. Anh bạn, tên là vâng. Chiến Triệu Chiến. Đấy. Anh ấy nhường cho anh em bên Đông Anh. Bây giờ thì về Đông Anh thì về qua chỗ anh Cường. Không, ngày anh xưa là anh Tuân 2T. Tuân 2T thì bán cho Cường của Loan. Hiện tại là anh Cường ấy cũng khi chi ra khá nhiều tiền trong cái kỳ vừa rồi để sở hữu những tác phẩm quý về vườn.
Anh em mà thông qua kênh nghệ thuật bonsai thì anh em biết rồi. Đó, nhiều tác phẩm rất là đẹp. Thực ra là các anh giao lưu giờ toàn tiền tỷ thôi. Hôm qua là có một đoàn người ta đến đây, người ta tham quan thì bảo già muốn chết đi được rồi. Già muốn chết đi được, không biết thế nào. Có nghĩa là khi mà xuống lá vậy mà cây nó lại nổi, cây nó nổi rôm nổi riếc lên đây, nổi gai nổi góc lên đây thì các anh nói là già không còn cách nào già hơn tả hết được. Nhưng cũng đúng thôi, đây là một trong những tác phẩm mà nó bay bổng cũng đã đẹp. Nó chết được. Nhiều cây đang ngon còn cho nó chết được. Giờ mà bắt. Đấy. Thực ra là nói kỹ hơn thì anh em biết là cái độ múa ở bên này là con phượng này, cắm đồng đúng không? Bên đây không? Em nghe anh ơi, đang ở chỗ cổng trước đây này, cổng chính đây này. Rồi chuẩn bị. Chắc về rồi anh cứ đến đây. Rồi. Vâng. Đang mát mát, đang ngắm trong này tí nữa. Cứ vào đây đi, ngắm một tí nữa rồi về. Về kia luôn. Vâng, anh cứ 4 giờ anh đến nhá. Nông đàn Phượng Vũ. Cơn nong thì cũng đang bay xuống rất là đẹp, mà con phượng thì cũng múa khá là đẹp, yêu diều bên này. Hai cái tay nó quắt ngược lại. Đúng rồi. Nó lại chất liệu Nam Điền nữa, nên là độ già của nó.